Dạ nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã bút So huyện Tuy Đức tỉnh Nông số điện thoại 0354392929. Vâng và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn nha mọi người. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích uh, ST 180 c hàng siêu tầm cực kỳ vip chất lượng luôn các bác nhé Đó, con này tích hợp luôn cho các bác một chụp giật trợ lực hệ ST 180. Con này thì công nòng của nó là 38 ly, sản sinh năm uh, 2004 các bác nhá. Hệ này là hàng VIP rồi, chất lượng lâu lâu cũng có mới có con được đẹp xuất sắc như thế này thôi. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu về sưu tầm cũng như là máy móc uh, xài cực kỳ hoàn chỉnh, hệ hàng bãi mà thích mà trông còn như mới 99% nhá. Vì con này thì cực kỳ đẹp chất lượng luôn cho các bác. Đó, tỉnh quay tất cả thông số cũng như là uh, chi tiết từng từng tí một từng tí một để cho các bác nhìn có thể rõ ràng nhất các bác nhá. Hôm nay này, đây, đây con này được tích hợp cho các bác à, Luôn bộ Tăng giảm xích nhanh tự động Cũng như vận ốp làm nhanh Làm xích thì nguyên zin các bác nhé Làm xích thì nguyên zin Làm sử dụng làm bánh xe xích 91 Xích chung 91 Đấy Làm xích thì chưa hề có phần tòe đầu hay là uh, Bóp méo gì cả Sử dụng rất là ngon nguyên Tem hướng dẫn sử dụng Vẫn còn chuồn chỉ các bác nhé Đây quay từng tí một các bác nhá. Quá là xuất sắc luôn, hệ Estin 180C hàng siêu tầm cực kỳ đẹp. Máy móc tình trạng nguyên di nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc. Tem mác, đây là phần mã vạch của nó này. Phần mã vạch của cây máy. Estin. Con này là lam của nó là 40 phân mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Đây thông số của nó đây các bác nhá. Đây phần mặt cắt của nó là 35 cm. Hàng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên Hệ ép tin Hàng siêu tầm cực kỳ chất lượng Máy móc con này thì về em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành rồi Nói chung là về hệ này thì không chê điểm gì nữa rồi Máy móc thì cực kỳ đẹp các bác nhé Bởi vì hệ này là siêu tầm cũng rất là hiếm hàng Mới có được một con cực kỳ đẹp chất lượng như thế này thôi Các bác nào muốn uh, uh, ưng ý thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354 để đặt hàng Điện gì nhá, điện cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Ốc chưa hề có tình trạng uh, han gì gì cả. Nòng zin nhá, nòng zin của nó này. Cái phần này thì nó bị uh, mẻ một tí rồi, không biết là do chủ cũ sử dụng như thế nào. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến tình trạng của máy móc các bác nhá. Đây. Chế sang zin. Con này thì em cũng vừa mới dọn rửa xong. Phần bên trong thì còn vẫn còn nước các bác nhá. Đó thì uh, cửa hàng chúng em uh, trên video này thì sẽ không có test nổ còn các bác nào mà muốn nhu cầu test nổ thì uh, liên hệ qua zalo cho em, em sẽ gửi video test nổ riêng cho con này cho các bác nhé. tại vì con này em cũng vừa mới dọn rửa xong nên là uh, phần bên trong máy thì vẫn còn bị ướt, chưa dám test nổ lại đợi nó khô thì em sẽ test nổ lại sau. Mà máy đẹp quá trời nên là quay cho các bác xem luôn. đó các bác nào mà ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng, bởi vì hàng vip như thế này thì nhiều các bác uh, săn hàng rất là nhiều, rất là nhiều khách uh, em đăng lên một thời gian có mấy lần trước thì em cũng có được mấy con đẹp xuất sắc như thế này đăng lên cái có khách chốt ngay có nhiều bác uh, nhắn tin hỏi em nhưng mà thật sự uh, cũng hết hàng hôm nay cửa hàng chúng em về được thêm một con nữa thì quay cho các bác các bác nào nhanh tay thì thì liên hệ qua xem để đặt hàng ngay các bác nhé còn máy móc thì em đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản đó cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác những sản phẩm máy cưa mà vít chất lượng nhất máy móc thì đảm bảo cho các bác là cây nào cũng zin không bán những hàng máy đã qua sửa chữa hoặc là qua thay thế linh kiện Tổng thể cây máy các bác nhìn thấy có đẹp không ạ Các bác chấm con này được bao nhiêu điểm thì uh, uh, Các bác để lại cho em ở phần bình luận các bác nhé Bởi vì hệ này thì em nhìn thì có lẽ là Các bác đánh giá là Không biết là con này thì các bác đánh giá được khoảng bao nhiêu phần trăm nữa nhưng mà Theo em nhìn con này thì nếu mà nhìn ở bên ngoài thì cực kỳ đẹp cực kỳ chất lượng luôn các bác nhé Cửa hàng chúng em về chỉ cần rửa lại sơ qua cho sạch sẽ một tí xíu thôi đấy và giá hiện tại thì hôm nay thì cửa hàng con này em bán với giá là 3 triệu 500 ngàn các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng máy móc tình trạng là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé rồi em chào các bác hẹn các bộ video sau